Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định trước vòng đấu thứ 3 V-League 2024-2025 của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video, đăng ký kênh, chia sẻ video cũng như đưa ra dự đoán tỷ số về các trận đấu của vòng đấu này ở phía dưới phần bình luận. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với cái chương trình nhận định ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi điểm qua cái bảng xếp hạng cũng như là cái lịch thi đấu và một số cái thông tin liên quan tới những cầu thủ bị treo giò ở vòng đấu này. Thưa quý vị và các bạn, sau cái vòng đấu thứ 2 V-League 2023-2024 ấy, thì cái bảng xếp hạng của V-League cụ thể như sau. Hoàng Gia Lai dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Hà Tĩnh 6 điểm, xếp thứ 3 là Bình Dương 4 điểm, đứng thứ 4 là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 4 điểm, xếp thứ 5 là Thể Công Viettel 4 điểm, đứng thứ 6 là Hà Nội FC 3 điểm, đứng thứ 7 là Thanh Hóa 3 điểm, đứng thứ 8 là Nam Định 3 điểm, xếp thứ 9 là Hải Phòng 2 điểm, đứng thứ 10 là Công an Hà Nội 1 điểm, xếp thứ 11 là Đà Nẵng 1 điểm, đứng thứ 12 là Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Xếp thứ 13 là Bình Định 0 điểm và đứng cuối cùng là Quảng Nam 0 điểm. Theo cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 3 V-League 2024-2025 thì vòng đấu thứ 3 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, các ngày 28, 29 và 30 tháng 9. Trong ngày 28 tháng 9 thì diễn ra hai trận đấu. Vào lúc 17 giờ đó là cuộc so tài của Hoàng Anh Gia Lai với Thép Xanh Nam Định. Vào lúc 19 giờ 15 thì Thể Công Viettel đối đầu với Quy Nhơn Bình Định. Trong ngày 29 tháng 9 thì Quảng Nam đối đầu với RB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ. Vào lúc 18 giờ đó là cuộc so tài của Sông Lam Nghệ An với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vào lúc 19 giờ 15 thì Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Hà Nội FC trên sân Thống Nhất. Vào ngày 30 tháng 9 tức là vào ngày thứ hai thì Thanh Hóa sẽ đối đầu với Hải Phòng vào lúc 18 giờ. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 3 này đó là cuộc so tài của Câu lạc bộ Công an Hà Nội với BKMX Bình Dương vào lúc 19 giờ 15 ngày 30 tháng 9. Ở cái vòng đấu này thì theo cái thông báo từ phía ban tổ chức ấy thì chỉ có một cầu thủ bị treo giò thôi, đó là cầu thủ Zaracho của Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ này dính thẻ đỏ cho nên là bị treo giò. Trận đấu này là trận thứ 2 rồi. Thì ở vòng đấu thứ 4 thì ngoại binh này của Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại và Sông Lam Nghệ An sẽ không có sự phục vụ của Zaracho ở trận đấu với Hà Tĩnh vào ngày 29 tháng 9. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi nhận định về các trận đấu của vòng đấu này. Trận đấu đầu tiên mà Thuật Thể Thao muốn mang tới cho quý vị và các bạn đó chính là cuộc so tài của đội Hoàng Anh Gia Lai với đội Nam Định. Chúng ta biết rằng là Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua một cái quãng thời gian có thể nói rằng là một cái tuần trăng mật, đúng không ạ? Họ đã thi đấu rất hay ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2024-2025. Thực sự là với những người hâm mộ của Hoàng Gia Lai thì đội bóng này cũng không ngờ rằng là thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có được cái màn trình diễn tốt đến như vậy. Trước khi cái V-League diễn ra thì không ai nghĩ rằng Hoàng Gia Lai có thể dẫn đầu được bảng xếp hạng sau hai vòng đấu, và đặc biệt là họ lại ghi được tới 6 bàn thắng mà lại không để lọt lưới. Hoàng Gia Lai đã đánh bại đội Quảng Nam với tỷ số 4-0 và sau đó tiếp tục hạ gục Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0. Điểm chung trong những cái chiến thắng của Hoàng Gia Lai ở vòng đấu này thì đó là cái việc mà đội bóng này trình diễn một cái lối chơi nó mang tính chất thực dụng rất là cao. Họ đá với một cái lối đá nó trực diện. Đối với đội Quảng Nam thì Hoàng Gia Lai và đội Sông Lam Nghệ An thì Hoàng Gia Lai chơi phòng ngự phản công và chờ đối thủ mắc sai lầm sau đó tung cái đòn trừng phạt. Một điểm khác biệt đối với của Hoàng Gia Lai so với mùa giải trước đây đó là đội bóng này chơi bóng với một cái nhịp độ và tốc độ triển khai bóng nó nhanh hơn, và đặc biệt là các ngoại binh của Hoàng Gia Lai bắt đầu đã đóng góp được nhiều vào cái thành công chung của đội bóng rồi. Nếu như những mùa giải trước đây thì các ngoại binh của Hoàng Gia Lai là thi đấu không tốt đâu, nội binh là gánh ngoại binh. Tuy nhiên thì trải qua hai vòng đấu đầu tiên, chỉ hai vòng đấu đầu tiên thôi nhé mọi người nhé, thì các ngoại binh của Hoàng Gia Lai đã đóng vai trò rất quan trọng, từ trung vệ, tiền vệ, tiền đạo đều đóng vai trò rất quan trọng vào cái thành công chung của Hoàng Gia Lai. Tất nhiên thì hai cái chiến thắng của Hoàng Gia Lai trước hai cái đội bóng là Quảng Nam và đội Hà Tĩnh, Quảng Nam và đội Sông Lam Nghệ An thì nó chưa phải là điều gì đó nó quá to tát. Vì vậy cho nên là
cái sức mạnh của đội Hoàng Anh Gia Lai này sẽ vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Và cuộc so tài với đội Nam Định, nhà đương kim vô địch ở vòng đấu thứ 3 này, nó chính là liều thuốc thử đủ mạnh để cho đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi có thể biết năng lực thực sự của mình ở đâu. Thì trong buổi trong cuộc chia sẻ với truyền thông trước trận đấu này thì huấn luyện viên Quang Trãi cũng đã khẳng định rằng sân Pleiku đến thì dễ nhưng về rất là khó, và đưa ra các lời cảnh báo đối với Nam Định. Thực ra mà nói thì với những cái phong độ hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai thì ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai có lý do để mà đưa ra những cái lời cảnh báo như vậy, đúng không ạ? Bởi vì là thực sự thì họ đang có một cái tinh thần rất là cao, phong độ tốt và đặc biệt là chưa để thủng lưới. Và mặt khác thì cái thành tích đối đầu của Hoàng Anh Gia Lai với đội Nam Định trong những năm gần đây là cũng tương đối tốt, đúng không ạ? Theo cái thống kê lịch sử đối đầu đây thì trong 10 lần so tài gần đây nhất trên mọi đấu trường thì Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ thua có 2 trận thôi. Họ giành 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Điều này cho thấy được rằng là Hoàng Anh Gia Lai cũng là một đối thủ rất là khó chịu đối với đội Nam Định, đúng không ạ? Thì ở mùa giải trước ấy, mùa giải 2023-2024 thì Hoàng Anh Gia Lai đã thua đậm Nam Định với tỷ số 0-3 trên sân Thiên Trường. Và sau đó thì đội bóng này đã có được kết quả hòa 1-1 trên sân Pleiku. Thì đó cũng là một cái kết quả mà nó góp phần giúp cho Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng được thành công đấy, vì đó là cái giai đoạn cuối, khi đó là thời điểm mà Nam Định đua địch, nhưng mà Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có được một điểm, thì đó cũng phải là một cái màn trình diễn nó cũng rất là tốt của đội bóng phố núi. Vì về phía đội Nam Định thì sao? Nam Định thì hai cái trận đấu đầu tiên của đội bóng này ở V-League 2024-2025 nó chưa mang lại được cái sự yên tâm cho người hâm mộ. Đội bóng này đã chiêu mộ thêm 5 ngoại binh, giữ lại 3 cầu thủ cũ và chiêu mộ thêm 5 ngoại binh mới. Và chúng ta thấy rằng là các ngoại binh mới của Nam Định thì họ cũng chiêu mộ để phục vụ cho cả cái đấu trường cúp C2 châu Á nữa. Đấy, vì thế cho nên là không thể đăng ký hết ở sân chơi V-League được. Nhưng mà ở sân chơi V-League thì Ralph Fenson hay là Nguyễn Xuân Son, cầu thủ vừa mới nhập tịch thành công ấy, là một cái trụ cột mà Nam Định vẫn đang phụ thuộc rất là nhiều. Ở trận đấu đầu tiên khi mà không có sự vụ của Nguyễn Xuân Son thì Nam Định đã nhận thất bại trước Hà Tĩnh với tỷ số 0-1. Và trận đấu thứ hai khi mà đối đầu với Quảng Nam thì có sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên thì Nam Định vẫn chưa cho thấy được một cái sức mạnh nó áp đảo so với đối thủ mà bị đánh giá thấp hơn khá là nhiều, đúng không ạ? Thì cái lối chơi của Nam Định sau hai vòng đấu vừa qua là chưa thực sự thuyết phục. Họ đá với một cái nhịp độ tương đối là chậm và bị đối thủ bắt bài. Cái điều này bị bắt bài thì là cái điều nó không quá khó hiểu, vì ở sân chơi V-League này thì những đội bóng họ nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình, cho nên là để mà tạo ra cái sự đột biến như ở thi đấu những giải đấu nước ngoài hay quốc tế là rất khó. Vì thế cho nên Nam Định gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái nhịp độ chơi bóng của Nam Định ở hai vòng đấu vừa qua là mình thấy rằng là nó cần phải đẩy nhanh hơn nữa. Nếu như mà cứ chơi với cái nhịp độ chậm như này thì họ sẽ rất khó để tạo ra được sự đột biến. Mặc dù là Kayo Seiza là cái lá chắn thép ở tuyến tiền vệ, mặc dù là vẫn còn đó Henrio, mặc dù vẫn còn đó Nguyễn Xuân Son, tuy nhiên nếu như mà cứ chơi với bóng với nhịp độ chậm này thì sẽ rất khó, là vì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng chơi phòng ngự phản công cũng rất là khó chịu. Một cái vấn đề nữa đối với Nam Định đó là đội bóng này phải căng sức thi đấu ở cả 3 mặt trận. Đấy, trong khi đó thì Hoàng Anh Gia Lai chỉ thi đấu ở 1 mặt trận thôi, thì nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó tới cái nền tảng thể lực của đội Nam Định. Nhưng mà với cá nhân Thủy Thác đánh giá ở trận đấu này thì Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn, và nhìn vào cái chất lượng đội hình của Nam Định thì mình cho rằng Nam Định sẽ có được một trận đấu tốt đối với khi làm khách trên sân của Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên để giành được chiến thắng trước Hoàng Gia Lai thì như Thời Thao đã nói, Nam Định sẽ cần phải chơi bóng với một cái tốc độ tấn công cao hơn và giảm bớt cái sự phụ thuộc vào Rafael hay là Nguyễn Xuân Son đi. Những cái cầu thủ trên hàng công sẽ phải biết gánh vác cái trọng trách gì bằng mình, và đặc biệt là hàng thủ của Nam Định sẽ phải đề phòng các ngoại binh của đội Hoàng Gia Lai. Mình cho rằng là Nam Định sẽ không thua được ở trận đấu này đâu. Tuy nhiên để là có chiến thắng thì họ sẽ phải giải quyết được cái bài toán như Thủy Thao đã nói ở trên. Quý vị và bạn có thể dự đoán tỷ số ở trận đấu này phía dưới phần bình luận. Cái trận đấu thứ hai đó là cuộc so tài của đội Thể Công Viettel với Bình Định. Chúng ta biết rằng là Bình Định đang trải qua một cái quãng thời gian nói rằng là rất là buồn, đúng không ạ? Bình Định thì mặc dù là nhà đương kim Á quân thật, nhưng mà đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang phải trải qua một cái giai đoạn khó khăn quá. Hai vòng đấu đầu tiên thì đều nhận những cái thất bại. Nếu như ở vòng đấu
Đầu tiên thì Bình Định có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC thì đã nhận thất bại với cái tỷ số 0-1, một khoảnh khắc lóe sáng của Văn Quyết. Thì ở vòng đấu thứ hai, đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã gục ngã ngay trên sân nhà của mình trước một đội bóng, đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra mà nói, hai cái thất bại của đội Bình Định trước Hà Nội FC cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh là cái điều mà nếu như ai theo dõi thể thao nhận định thì mình cũng không bất ngờ, đúng không ạ? Vì là Thành phố Hồ Chí Minh năm nay họ đầu tư rất là mạnh tay, Hà Nội FC thì cái lực lượng của họ vẫn mạnh hơn Bình Định. Năm nay thì Bình Định lại chia tay gần 20 cầu thủ, như vậy thì để mà ghép được cái đội hình đá rất là khó. Và bây giờ thì Bình Định sẽ cần thêm thời gian để mà cải thiện cái lối đá của mình. Thì vừa rồi thì sau cái vòng đấu thứ hai vừa rồi thì trước vòng đấu thứ ba này Bình Định thay ngoại binh thì thay một cầu thủ trung vệ 2m bằng tiền đạo Gabriel đó, thì hy vọng rằng là cái hàng phòng ngự của đội Bình Định sẽ được cải thiện hơn. Thì gặp thể công người theo ở thời điểm hiện tại khó đó. Mình rất khó, vì là chúng ta thấy rằng thể công người theo ở trận đấu trước họ đã thi đấu rất là tốt khi đối đầu với Hà Nội FC, đúng không ạ? Thực sự mà nói thì ở vòng đấu trước thì thể công người theo họ đã chơi với Hà Nội FC trong một cái trận đấu nó rất nặng về mặt chiến thuật, và thực ra thì thể công người theo chơi cũng không hay hơn Hà Nội FC, nhưng mà họ lại có được cái độ lì cũng như là biết tận dụng sai lầm của đối phương. Đặc biệt là ở trận đấu đó thì thủ môn Văn Hoàng đã chơi không tốt, mắc sai lầm và khiến cho Hà Nội FC phải ôm hận, đúng không ạ? Thì ở trận đấu này thì gặp Bình Định là một cái cơ hội rất là lớn để thể công người theo tiếp tục tích lũy điểm số để mà giành được cái 3 điểm, qua đó đua top, đua vô địch, đúng không ạ? Về chất lượng nhân sự đội hình thì của hai đội thì đương nhiên thể công người theo được đánh giá cao hơn rồi. Một cái lợi thế nữa đó là thể công người theo lại được thi đấu trên sân nhà. Đây là hai cái lợi thế nó cực kỳ lớn, đá sân Mỹ Đình, đúng không ạ? Thì nói như thế không có nghĩa rằng là thể công Việt Theo khi mà gặp đội Bình Định là có thể dễ dàng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là ở cái mùa giải trước đây ấy, thì trong ngay cả được khi thi đấu trên sân nhà thì thể công Việt Theo cũng đã bị cầm hòa. Mùa giải trước thì Bình Định thậm chí còn đánh bại thể công Việt Theo 4-1 trên sân của Bình Định cơ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đó cũng là cái chiến thắng duy nhất của Bình Định trong 10 lần so tài gần đây đối với thể công Việt Theo. Bình Định của năm nay so với Bình Định của mùa giải trước là một Bình Định khác hoàn toàn, một trời một vực luôn. Năm nay thì cái ngoại binh của Bình Định chưa thể tỏa sáng được như mùa giải trước khi có Leo Arthur cũng như là Alan, đúng không? Còn thể công Việt Theo thì họ mạnh hơn, họ chiêu mộ những ngoại binh mới và nhân sự chất lượng cầu thủ nội cũng được đánh giá là tốt hơn so với mùa giải trước. Thì sau chiến thắng trước đội Hà Nội ở cái vòng đấu vừa rồi thì đội bóng áo lính đang rất là tự tin, đang rất là hưng phấn để mà hướng tới cái 3 điểm tiếp theo. Gặp Bình Định ở thời điểm hiện tại mà không giành 3 điểm thì bao giờ mới giành được nữa, đúng không ạ? Tất nhiên là Bình Định là đội bóng mà chơi phòng ngự phản công rất khó chịu đấy, nhưng mà ở thời điểm hiện tại với cá nhân thể thao đánh giá thì thể công Việt Theo nếu như chơi đúng năng lực của mình thì đội bóng này chắc chắn khả năng rất cao sẽ có 3 điểm trước Bình Định ở vòng đấu thứ 3 này. Chúng ta chuyển sang trận đấu tiếp theo, đó là cuộc so tài của đội Quảng Nam với đội Đà Nẵng. Quảng Nam và Đà Nẵng là hai cái đội bóng mà gần nhau, và hai đội bóng này ở mùa giải năm nay là sử dụng chung một sân, đúng không? Sử dụng chung một sân. Chúng ta thấy rằng là ở cái mùa giải năm nay thì Quảng Nam với Đà Nẵng, cái Đà Nẵng thì mới lên hạng, trong đó thì Quảng Nam cũng biến động nhân sự rất là lớn, cũng chia tay gần 20 cầu thủ đấy, cả những hợp đồng chủ chốt cũng như là những hợp đồng cho mượn phải trả về các câu lạc bộ cũ. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà xáo trộn quá lớn về mặt đội hình như vậy nó khiến cho huấn luyện viên Văn Dĩ Sơn mất khá nhiều thời gian để mà lắp ghép đội hình. Thực sự mà nói thì trong cái quãng thời gian vừa qua thì đá giao hữu thì Quảng Nam cũng đã có được cái chiến thắng trước Đà Nẵng đấy, đúng không ạ? Cái giải đấu gần nhất đá giao hữu thì Quảng Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 thật. Nhưng mà thực sự mà nói, trải qua hai trận đấu của V-League thì mình cho rằng là Quảng Nam đang gặp khá nhiều vấn đề. Trận đấu đầu tiên họ đã thất bại 0-4 trước Hoàng Gia Lai, trận đấu thứ hai thì đã gây ra vô vàn khó khăn đối với đội Nam Định, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể có điểm được. Và sau hai vòng đấu thì Quảng Nam cũng đang đứng ở cái vị trí mà chúng ta thấy rằng là đứng cuối bảng xếp hạng, đúng không ạ? Cùng với Bình Định là hai đội bóng mà đang toàn thua ở V-League năm nay. Thì bây giờ Quảng Nam muốn có được cái điểm số đầu tiên thì đương nhiên sẽ phải giành chiến thắng trước đội Đà Nẵng, hoặc chí là có được một điểm. Thì thực ra mà nói thì gặp Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là cơ hội đấy chứ, là cơ hội rất lớn để mà cho thầy trò lên Văn Dĩ Sơn, đúng không ạ? Vì trên thực tế mà đánh giá thì Đà Nẵng này, Hoàng Gia Lai hay là Hà Tĩnh
Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam là những cái đội bóng mà có cái nhân sự, cái chất lượng hình nó cũng xem nhau. Thì Quảng Nam thua 0-4 trước Hoàng Gia Lai trận đấu đó, chúng ta nếu như chúng ta xem ấy, chúng ta thấy rằng là Quảng Nam là dứt điểm không tốt nên thua đậm như thế đâu. Còn về cái thế trận nhân dân thì họ cũng không lép về đến mức là thua tan nát đến như vậy đâu. Còn Đà Nẵng thì chúng ta biết rằng là mới lên hạng, ở trận đấu trước gặp đội Hà Tĩnh thì thua 1-3. Thì gặp Hà Tĩnh là thua 1-3 là trận đấu đó thì Đà Nẵng chơi không tốt. Thực sự mà nói Đà Nẵng trận đấu đó thì hàng thủ lỏng lẻo quá, lại gặp ngay ông Gheo Văn Nê của Hà Tĩnh trận đó chơi bùng nổ quá. Vì thế cho nên đã thua tan nát với tỷ số 1-3. Thì ở vòng đấu này thì mình đánh giá là Quảng Nam với Đà Nẵng là hai đội bóng cũng 50-50. Đây là một cặp đấu mà thể thao cho rằng là rất là cân bằng với nhau. Thì cả hai đội đều không muốn thua ở trận đấu này, bởi vì là họ đang ở một cái vị trí nó không tốt một chút nào cả. Và gặp những đối thủ đồng cân đồng lạnh như này thì sẽ cố gắng để mà tích lũy tối đa điểm số, và tốt nhất là không nên thua. Đấy, cho nên là hai đội sẽ rất quyết tâm ở trận đấu này. Nhưng mà chiếu theo cái năng lực và cái nhân sự hiện tại của thời điểm hiện tại mà hai đội lại bóng đá lại đá trên sân Hòa Xuân ấy, thì mình cho rằng đây là trận đấu cũng không ngoại trừ khả năng cao là hai đội sẽ hòa nhau đâu, bởi vì là nếu như thua trận đấu này thì cũng rất là tiếc. Đây là trận đấu khả năng hai đội sẽ thi đấu một cách chặt chẽ và nặng về mặt chiến thuật, và mình tin rằng đây là trận đấu mà Quảng Nam sẽ có ít nhất một điểm trước đội Đà Nẵng để mà tạm thời vượt qua cái khủng hoảng một chút. À, không biết rằng quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. Chúng ta sẽ cùng đi nhận định về trận đấu tiếp theo, đó chính là cuộc so tài của đội Sông Lam Nghệ An với đội Hà Tĩnh. Chúng ta thấy rằng là ở vòng đấu trước ấy, thì Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc rất là khác nhau. Sông Lam Nghệ An thì đã có trận thua trên sân của Hoàng Gia Lai với tỷ số 0-2, còn Hà Tĩnh thì đã có chiến thắng 3-1 trước đội Đà Nẵng. Thì hiện tại hai đội bóng này thì ở hai cái đầu bảng xếp hạng. Nếu như để mà đánh giá thì thực ra Hà Tĩnh đang tạo ra được một cái sự bất ngờ rất lớn ở mùa giải năm nay. Cùng với Hoàng Gia Lai thì Hà Tĩnh là hai cái đội bóng, một trong hai đội bóng tạo ra sự bất ngờ, vì là sau hai vòng đấu đầu tiên thì Hà Tĩnh lại đang cùng với Hoàng Gia Lai là chia nhau hai vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng. Nếu như Hoàng Gia Lai chỉ gặp hai đối thủ ngang cơ với mình là Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam thì Hà Tĩnh thậm chí là còn đã phải gặp cả nhà đương kim vô địch cơ, gặp đương kim vô địch ngay ở trận đầu ra quân, mà không ai nghĩ rằng là Hà Tĩnh lại có thể giành được chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Nam Định, đúng không ạ? Một lối chơi rất là hợp lý và khoa học. Thì ở trận đấu thứ hai khi mà gặp đội Đà Nẵng thì Hà Tĩnh vẫn giữ được cái mạch hưng phấn đó, và cái lối chơi của Hà Tĩnh nó rất là thực dụng, cộng với cái việc mà các ngoại binh và các cầu thủ đã tận dụng rất tốt những cái khoảng trống, những cái sai lầm của đối thủ để mà tung cái đòn trừng phạt. Thì Gheo Văn Ni ở trận đấu trước là người ghi hat-trick và đã giúp cho Hà Tĩnh giành được cái chiến thắng. Còn về phía Sông Lam Nghệ An thì chúng ta biết rằng thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang gặp khá nhiều vấn đề. Cho dù là họ đã bổ sung được hai ngoại binh mới nhưng mà một cầu thủ thì bị treo giò, đúng không ạ? Một cầu thủ kia thì cũng chưa thể hiện được quá nhiều. Olaha tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải năm nay thì chơi cũng chưa tốt. Đấy, thì đây là một cái bất lợi đối với Sông Lam Nghệ An. Cho dù đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà, nhưng nếu như đánh giá về nhiều yếu tố khác nhau thì mình đánh giá cái lực lượng của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại còn thấp yếu hơn so với Hà Tĩnh một xíu. Nếu như để đánh giá Hà Tĩnh 10 thì Sông Lam Nghệ An chỉ được 8 rưỡi thôi. Đấy, để so sánh về mặt nhân sự ấy. Thì đây là cái điều mà đến từ những cái hệ quả từ cái việc mà chuyển nhượng cũng như là cái làm bóng đá của các đội thôi. Vì ấy, Sông Lam Nghệ An thì họ là đội bóng mà thường xuyên là đôn những cầu thủ trẻ lên để mà đá, và họ sử dụng cây nhà lá vườn rất là nhiều, cho nên là cái cách làm bóng đá của họ như vậy. Nhưng mà mỗi năm thì họ cũng đều sản sinh ra những cái cầu thủ rất là tốt, đúng không ạ? Cũng trình làng được những cầu thủ rất là ok. Thì đây là cái điều mà cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà trận đấu này thì Sông Lam Nghệ An mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ không không muốn hòa nữa, vì là thi đấu ở sân nhà thì đương nhiên là sẽ muốn hướng tới một chiến thắng để mà lấy lại được cái niềm tin nơi người hâm mộ. Đây là trận đấu thứ hai mà đội Sông Lam Nghệ An được thi đấu ở sân nhà ở V-League năm nay rồi. Thì gặp, thực ra mà nói thì những cái đối thủ ở những vòng đấu đầu tiên này của Sông Lam Nghệ An lại rất là vừa miếng. Đấy. Gặp Đà Nẵng xong gặp Hà Tĩnh và bây giờ lại gặp gặp Đà Nẵng xong lại gặp 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 Đà Nẵng này. Sau đó thì lại gặp Hoàng Gia Lai, thì bây giờ gặp Hà Tĩnh, đúng không? Thì là những đối thủ rất là vừa miếng, nhưng mà thực sự mà nói thì cái lối chơi của Sông Lam Nghệ An đang gặp vấn đề. Họ
kể cả cái vấn đề đầu ra bàn thắng nữa. Thì nếu như mà cải thiện được cái khả năng săn bàn của mình ấy thì Sông Lam Nghệ An sẽ gây ra khó khăn cho đội Hà Tĩnh. Nhưng mà thực sự mà nói, để mà thời điểm hiện tại để mà đánh giá như này thì Thuổi Thao cũng không lạc quan lắm vào việc mà Sông Lam Nghệ An có thể đánh bại được đội Hà Tĩnh đâu. Vì trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này ấy, trong 10 lần so tài gần đây ấy, thì Sông Lam Nghệ An cũng chỉ thắng được có một trận thôi. Thua một, và hai đội bóng này hòa nhau rất là nhiều, hòa nhau tới 6 trận đúng không ạ? Hòa nhau tới 6 trận thì chúng ta thấy rằng là cũng rất là khó. Thì nói chung là với cái nhân sự hiện tại của hai đội này thì mình cho rằng là nếu như Sông Lam Nghệ An chơi tốt ở trận đấu này thì may ra sẽ có được một điểm. Còn không thì mình cho rằng là cái nguy cơ thất bại của họ trước Hà Tĩnh cũng là rất cao, vì đặc biệt là trận đấu này còn vắng một ngoại binh nữa. Thì đó là cái khó khăn của Sông Lam Nghệ An. Nếu như Sông Lam Nghệ An chơi tốt nhất có thể thì may ra có được một điểm, không thì khả năng cao là sẽ thất bại trước Hà Tĩnh ở vòng đấu này. Không biết rằng là quý vị bạn có dự đoán gì về tỷ số của các trận đấu ạ? Mọi người có thể để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. Trận đấu kế tiếp nữa đó chính là màn so tài của Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC. Đây là cặp đấu mà cũng rất là duyên nợ của hai đội bóng này đấy. Nếu như mà đội bóng nào mà thường xuyên mà gây ra khó khăn và gieo sầu cho đội Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất trong những năm qua thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua được Hà Nội FC, đúng không ạ? Trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này ở 10 lần so tài gần đây ấy thì Hà Nội FC chỉ thua có mỗi một trận thôi, hòa một và thắng tới 8 trận, đúng không ạ? Thắng tới 8 trận thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái thành tích nó áp đảo rất là nhiều. 4 lần so tài gần đây thì Hà Nội FC đều giành được chiến thắng, và những chiến thắng cũng rất là cách biệt, 6-0, 3-1, 6-0 và có 3 trận đấu thắng 3-1. Đó là cái sức mạnh tuyệt đối của đội Hà Nội FC khi đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, dù là đá trên sân nhà hay trên sân khách. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng phải hiểu rõ một điều rằng là ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ đã nâng cấp đội hình và chiêu mộ được những cái quân bài rất là chất lượng. Thực ra mà nói thì cái nhân sự hiện tại của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì để đua vô địch thì nó cũng hơi quá tầm một chút, nhưng mà để mà lọt vào được cái top 5-6-7 chẳng hạn thì nó hoàn toàn phù hợp với năng lực của đội bóng này. Thậm chí là ở mùa giải trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn lọt vào top 4 cơ. Đó là một cái thành tích mà các cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngờ tới. Đó là cái điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau. Thì ở mùa giải hôm nay thì cái lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh còn tốt hơn so với mùa giải trước, và họ cũng đã có khởi đầu rất là thuận lợi. Đấy, hai vòng đấu đầu tiên bỏ túi 4 điểm rồi, đang đua vô địch. Còn về phía Hà Nội FC thì cho dù cũng đã bổ sung cái nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, nhưng mà thực sự mà nói thì cá nhân Thuổi Thao đánh giá những cái ngoại binh của Hà Nội FC tính tới thời điểm tại sau hai vòng đấu chưa tốt, nếu như không muốn nói là thất vọng. Mình không biết rằng là sắp tới đây Hà Nội FC có đổi ngoại binh hay không, bởi vì là ngày mai vào ngày 27 tháng 9 thì sẽ kết thúc cái việc mà thay đổi ngoại binh. Thì thực ra mà nói thì Chidi hay là Hao Pedro chẳng hạn, hay là cầu thủ người Hà Lan nữa chơi chưa tốt, khả năng cao là đội Hà Nội FC sẽ phải tính toán về cái suất ngoại binh này, chứ không nếu như mà giữ được cái bộ khung ngoại binh này thì sẽ phải cần rất nhiều thời gian để mà hòa nhập. Còn nội binh thì đương nhiên là Hà Nội FC cũng không phải ngán bất cứ đội bóng nào cả, họ vẫn còn đón những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ chất lượng, đúng không? Thì đây là trận đấu mình nghĩ rằng Hà Nội FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sẽ không có chuyện là Hà Nội FC thắng dễ được, và sẽ không có chuyện là Hà Nội FC sẽ giành được những cái chiến thắng nó đậm là 3-1, 4-1 hay 6-0 như đợt trước đâu. Vì đây là trận đấu mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đá rất khó chịu trên sân nhà của mình. Ở mùa giải năm ngoái chúng ta cần lưu ý rằng trên nhà của mình thì ở mùa giải ngoái câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng mà chơi trên sân nhà tốt nhất ở mùa giải năm ngoái. Thì đó là một trong những yếu tố mà giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 4 đấy. Thì cái điểm tựa sân nhà nó sẽ là cái yếu tố, là một cái động lực về mặt tinh thần để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hơn ở cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Nhưng với cá nhân Thuổi Thao đánh giá thì theo dõi những cái đội bóng này thi đấu trong những năm trở lại đây thì mình vẫn có một cái niềm tin vào việc mà đội Hà Nội sẽ không thua được trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu này đâu. Nếu như mà đá tệ nhất thì Hà Nội FC chia điểm ở trận đấu này mà thôi. Nhưng với cá nhân Thuổi Thao đánh giá những gì Hà Nội đã trải qua và sau thất bại trước Đề Công Viettel thì đội bóng này chắc chắn sẽ không muốn nhận thêm một kết quả bất lợi nào nữa, và họ sẽ
cố gắng để mà thi đấu, để mà giành được cái kết quả tốt nhất ở vòng đấu này. Và mình dự đoán là Hà Nội FC dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu này, nhưng sẽ vẫn có được một chiến thắng xít sao với tỷ số khoảng 2-1 chẳng hạn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ trình diễn được cái bộ mặt như thế nào ở cái trận đấu làm khách trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chuyển sang trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa với câu lạc bộ Hải Phòng. Đây là trận đấu của hai đội bóng mà có rất nhiều điểm hay và đáng chú ý để người hâm mộ sẽ phải lưu tâm đến, đúng không ạ? Nếu như để đánh giá ở V-League thời điểm hiện tại, nếu như huấn luyện viên của các đội bóng nào mà hay ở thời điểm hiện tại thì mình nhận định là huấn luyện viên ngoại hạng nhất thì đương nhiên sẽ phải là ông Popop ở V-League rồi, đúng không? Còn huấn luyện viên nội hạng nhất V-League thời điểm hiện tại thì mình vẫn chọn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Hai nhà cầm quân này có một cái điểm rất chung là rất là tài giỏi, có cá tính. Tuy nhiên thì lại dẫn dắt hai đội bóng là không phải là cái thế lực của bóng đá Việt Nam. Đấy, cái nhân sự cũng thuộc dạng là khá thôi chứ không phải là giỏi như là Thể Công Viettel, Hà Nội FC, như là Nam Định hay là Công an Hà Nội. Đấy, nhưng mà họ vẫn sẽ sẵn sàng tạo ra những cái sự bất ngờ khi đối đầu với những ông lớn. Thì ở vòng đấu này, Thanh Hóa sẽ đối đầu với Hải Phòng là một cái lá thăm nó sẽ không dễ dàng một chút nào đâu, đúng không? Bởi vì là chúng ta biết rằng là vòng đấu trước Hải Phòng là đá trên sân của Bình Dương, nhưng mà đã đá cho Bình Dương một trận đấu là cũng tối tăm mặt mũi đấy, đúng không ạ? Mặc dù là ghi bàn thắng trước mà có được cái bàn thắng 7 số, nhưng mà cuối cùng Bình Dương lại lép vế hoàn toàn trước cái lối đá nó rất là đa dạng của đội Hải Phòng, và phải nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Minh Toàn thì Bình Dương mới có được một điểm trên sân nhà đấy. Thực sự mà nói, trận đấu đó Hải Phòng đã chơi rất hay, và tựu chung hai trận đấu đầu tiên của Hải Phòng ở V-League 2024-2025 ấy thì mình đánh giá là rất tuyệt đấy, bởi vì là gặp hai đội bóng mạnh trong nhóm đua địch, đó là Công an Hà Nội, đó là Bình Dương, nhưng mà Hải Phòng đã có được hai điểm là một thành tích rất là tốt, đúng không ạ? Không phải đội bóng nào cũng cầm hòa được hai đội bóng này đâu, đúng không? Thanh Hóa cũng đã thua Bình Dương rồi đấy, đúng không ạ? Nhưng mà Thanh Hóa cũng thắng Công an Hà Nội. Một cái bất lợi đối với đội Thanh Hóa ở cuộc so tài lần này ấy, đó là đội bóng này vừa phải căng sức thi đấu ở cái đấu trường Shopee Cup Cúp C1 Đông Nam Á gặp đại diện của Malaysia, đúng không ạ? Terengganu, một trận đấu mà mang lại cái cảm xúc rất lớn cho người hâm mộ, một trận đấu mà Thanh Hóa bị dẫn trước hai bàn trên sân khách nhưng cuối cùng với một cái tinh thần chiến đấu rất là tuyệt vời đã mang về được một điểm quý giá và vẫn tiếp tục dẫn đầu cái bảng đấu của họ. Thì cái việc mà phải căng sức thi đấu ở cái đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á như vậy thì nó sẽ khiến cho Thanh Hóa, đặc biệt là đội bóng Thanh Hóa, là cái nhân sự, chất lượng đội hình dự bị không phải là quá tốt, đúng không ạ? Nên là cái việc xoay đội hình cũng là một vấn đề. Và không biết rằng là trận đấu này thì Thanh Hóa đã thay được ngoại binh chưa? Nếu như mà tìm được ngoại binh thay thế được Ri Mario thì tốt, không thì cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Rất là khó khăn đối với đội Thanh Hóa trận này, vì Ri Mario là chân sút mà rất quan trọng của Thanh Hóa, phải tìm được cái gương mặt thay thế. Yago Ramos thì có thể đã ghi bàn vào lưới Công an Hà Nội, nhưng để chiếm trọn được niềm tin của huấn luyện viên Popo và các cổ động viên Thanh Hóa thì vẫn chưa làm được đâu. Tân binh này vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đấy. Thì một cái chúng ta thấy rằng là hai đội bóng này thì cái lối chơi nó rất là trực diện và cũng rất là đa dạng, cho nên là người mộ sẽ được dự đoán sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tốt đấy, một màn trình diễn tốt và khả năng là sẽ cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng. Thế trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì ở 10 lần so tài gần đây nhất thì Thanh Hóa giành được có 3 chiến thắng, thua 4 và còn lại là hòa. Đấy. Thắng 3, thua 5. Còn lại là hòa nhau 2 trận. Thì trong 2 lần so tài gần đây nhất thì Thanh Hóa là chưa có được chiến thắng trước Hải Phòng. Ở mùa giải năm ngoái thì thua 0-2 trên sân của Hải Phòng, và trên trận lượt về thì hòa 1 đều. Đấy. Còn mùa giải trước nữa thì Thanh Hóa toàn thắng trước Hải Phòng. Nhìn chung mà nói thì hai đội bóng này gặp nhau thì sẽ không có chuyện là không đội là hòa không bàn thắng đâu. Có hòa thì vẫn phải hòa có tỷ số. Một trận đấu này thì Thuổi Thao cho rằng là mình chưa lạc quan lắm vào việc mà Thanh Hóa có thể thắng được Hải Phòng đâu, vì là nhìn Hải Phòng họ được nghỉ nhiều hơn và họ đang
cũng rất là tự tin trong cái sau khi mà họ đã cầm hòa được hai đội bóng mạnh, đó là đội Công an Hà Nội và đội Bình Dương. Thế nên là trận đấu Hải Phòng sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho Thanh Hóa, và với cá nhân Thể Thao đánh giá nếu như Thanh Hóa mà không giải quyết được bài toán nỗi nhớ về Romario thì khả năng cao họ sẽ bị cầm hòa trận đấu này, và cũng không ngoại trừ khả năng là nhận kết quả không tốt đâu. Trận đấu cuối cùng trong chương trình nhận định ngày hôm nay của Thể Thao đó là cuộc so tài của Công an Hà Nội với Bình Dương. Đây là trận đấu của hai đội bóng, hai ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Ở vòng đấu trước thì hai đội bóng này đã gây thất vọng, phải nói là như vậy. Công an Hà Nội thì đã thua Thanh Hóa ngay trên sân nhà của mình, còn Bình Dương thì cũng suýt thua đội Hải Phòng trên sân Gò Đậu. Thì đây là cuộc so tài của hai đội bóng mà rất có tham vọng ở mùa giải hôm nay, họ muốn giành chức vô địch, muốn đua vô địch. Với đội Công an Hà Nội thì như Thể Thao đánh giá đây là trận đấu mà Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn vì cái dàn cầu thủ của Công an Hà Nội rất là chất lượng, kể cả đội hình 1, đội hình 2 của Công an Hà Nội rất chất lượng. Nhưng có một điều là Công an Hà Nội đá V-League năm nay thì vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Nó giống như cái câu chuyện của Bình Dương thôi. Bình Dương ở mùa giải hôm nay thì cái sự kết hợp, cái lối chơi của Bình Dương, sự nhuần nhuyễn trong cách đá nó vẫn chưa tốt, nó vẫn còn nhiều cái điểm trừ lắm. Đấy, cho nên là hai đội bóng này thì vẫn chưa hoàn thiện về mặt lối chơi ở V-League đâu, vẫn còn những cái điều cần phải cải thiện. Thì một cái bất lợi đối với đội Công an Hà Nội như Thể Thao đã nói với đội Thanh Hóa này, thì Công an Hà Nội cũng sẽ phải thi đấu ở đấu trường Shopee Cup Cúp C1 Đông Nam Á. Thì điều này sẽ khiến huấn luyện viên Paul King sẽ phải tính toán về mặt xoay tua đội hình để mà có được một cái nhân sự tốt nhất và có đủ được một cái thể lực tốt nhất để mà thi đấu với đội Bình Dương. Thì cũng rất là may cho đội Công an Hà Nội là họ lại đá trên sân nhà ở Shopee Cup và đá gặp Bình Dương trên sân nhà luôn, cho nên không phải di chuyển nhiều. Thì vì thế cho nên là nó cũng đỡ đi phần nào ấy. Chứ còn phải di chuyển như đội Thanh Hóa chẳng hạn, lại bay từ Malaysia hay bay từ nước ngoài về, nó mất rất nhiều thời gian để mà di chuyển và cái thể lực nó bị bào mòn ấy. Thì cho nên là cũng sẽ rất là khó khăn. Về cơ bản mà đánh giá thì Bình Dương sẽ là một đối thủ rất là khó chịu đối với đội Công an Hà Nội, vì thực tế mà nói Bình Dương là cái đội bóng mà cũng có thực lực ở mùa giải ở giải đấu năm nay, và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng là một huấn luyện viên rất hiểu các đội bóng ở V-League. Nhưng mà thực sự mà nói thì đây sẽ là một thử thách dành cho anh Tuấn đấy. Trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này kể từ khi mà Công an Hà Nội lên hạng ấy thì cái thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Công an Hà Nội, vì là Công an Hà Nội đang giành 2 chiến thắng và 1 thất bại. Ở mùa giải trước thì Công an Hà Nội đã thua 1-4 trên sân của Bình Dương, một trận đấu mà thua có thể nói rằng thua tan nát. Đó là một trận đấu mà những cái sai lầm từ phía hàng phòng ngự đã khiến cho Công an Hà Nội thua rất là đậm, đúng không ạ? Nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ rất khó để tái hiện lại cái màn trình diễn này. Nếu như Bình Dương mà đòi thắng được Công an Hà Nội thì số 4-1 thì rất khó. Đây là trận đấu mà Công an Hà Nội sẽ biết cách tận dụng tối đa cái lợi thế sân nhà của mình để mà gây ra cái khó khăn cho đội Bình Dương. Và với cái nhân sự của Công an Hà Nội như thế này, nếu như mà họ chơi bóng với một cái nhịp độ và tốc độ tấn công cao hơn nữa thì Công an Hà Nội có thể sẽ thắng được Bình Dương ấy. Nhưng mà nếu như mà Công an Hà Nội vẫn chơi bóng với cái nhịp độ tấn công và với cái sự bế tắc như những vòng đấu gần đây mà gặp đội Hải Phòng hay là gặp đội vừa rồi là đội Thanh Hóa, thì không ngoại trừ khả năng đội bóng này sẽ bị chia điểm và gục ngã đâu, bởi vì Bình Dương là cái tiền đạo họ cũng tốt đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, họ đá cũng rất là thực dụng. Vì thế cho nên là Công an Hà Nội cũng như là Bình Dương là nếu như chơi tốt nhất ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng khả năng cao là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Còn nếu như Công an Hà Nội mà cải thiện được cái bộ mặt của mình mà chơi tốt hơn thì mình vẫn nghiêng về phía Công an Hà Nội để một cái kết quả thuận lợi, đó là 3 điểm cho đội bóng ngành Công an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu ngày hôm của vòng 3 V-League 2024-2025 thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.